hôm nay hả? Dạ, rất sung ạ. Ngày hôm nay đã lâu lắm rồi thì em mới được quay về lại trường và rất là vui khi mà gặp các thầy cô, và em xin chúc cho các thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, cũng như là chúc cho các bạn học sinh chúng ta sẽ có một năm học thật là tốt, cũng như là đạt được thành tích tốt trong cái năm học vừa rồi đợt này. Và các bạn ơi, các bạn có biết bài Ánh Nắng Của Anh không ạ? Ok, vậy ngày hôm nay giọng anh cũng hơi yếu, cho nên là mong là các bạn sẽ cùng anh hát một cái bài để mình kỷ niệm nhé. Để nó xin nhạc đi ạ. Đi xuống dưới được không ạ? Cho xin miếng nhạc đi ạ. Quẩy lên nhé, quẩy lên nhé. Chúng ta hãy cùng quẩy lấy năng lượng học một năm học thật là cháy nha các bạn. Người hai là chính đâu nhờ? Yeah.
mình cháy quá vậy ạ. Các bạn xung quá anh quên lời luôn rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Còn mong là các bạn sẽ vẫn giữ cái nhiệt huyết cũng như là vẫn giữ cái năng lượng này để chúng ta cùng chiến đấu một năm học thật tốt nhé. Cũng như là các bạn cuối khóa thì chúng ta hãy tranh thủ cơ hội để mình gom nhặt những kỷ niệm còn với nhau đi. Tại vì khi các bạn vượt qua cái tuổi này rồi thì các bạn sẽ không tìm lại trước thì mỗi lần nào nhé.